Ở những thời khắc thế này, ta nhận ra bay không chỉ là để dịch chuyển, bay để thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của quê hương mà ta chưa từng biết. Bay để trao cho ai đó niềm tin, bay để mang yêu thương trở về, bay để yêu lại từ đâu. Cùng Vietnam Airlines mở ra những hy vọng mới trong mỗi hành trình. Môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên cho đến trung niên và thậm chí là cao niên. Nhằm đẩy mạnh phong trào chơi golf trên cả nước, bên cạnh các giải golf quốc gia dành cho nam, nữ và trẻ em, Hiệp hội Golf Việt Nam còn tổ chức cả giải đấu dành cho lứa tuổi trung niên. Trải qua 13 năm tổ chức, giải golf trung niên quốc gia đã khẳng định được vị thế cũng như sức hút của mình. Minh chứng là bên cạnh những golfer quen thuộc thì sau mỗi năm tổ chức, giải lại có thêm nhiều golfer mới tham dự. Giải golf vô địch trung niên quốc gia VSC là một trong 7 giải đấu nằm trong hệ thống giải nghiệp dư quốc gia do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức. Giải được chia thành 2 nội dung thi đấu nam và nữ. Nội dung nam được chia làm 2 bảng, trung niên được tính từ 50 đến 60 tuổi, cao niên từ 60 tuổi trở lên. Còn nội dung nữ cũng chia thành 2 bảng trung niên từ 45 đến 55 tuổi và cao niên từ 55 tuổi trở lên. Riêng đối với golfer nam thì giới hạn handicap, còn đối với nữ golfer thì không hạn chế. Đây cũng là một điểm mở dành riêng cho các golfer nữ có thể thoải mái đăng ký tham gia tại đấu trường này. Việc chúng ta có một giải đấu riêng dành cho lứa tuổi trung niên, khi mà các lực lượng trẻ bây giờ đã phát triển hơn rất nhiều rồi, thì rõ ràng những sân chơi như vô địch quốc gia là những sân chơi hơi quá tầm cho vận động viên cao tuổi này. Thì rõ ràng khi chúng ta có một giải trung niên thì các vận động viên cao tuổi sẽ đến đây và giao lưu cùng với nhau, cũng như là cạnh tranh thi đấu cùng với nhau ở cái sân được set up dễ hơn, khoảng cách ngắn hơn, phù hợp với lứa tuổi của họ cũng như là khả năng phát bóng xa của họ. Thì đó sẽ là một đấu trường có thể nói là phù hợp, và chúng ta sẽ thấy sự cạnh tranh đến từ những kinh nghiệm cũng như là từ những tuổi đời. Rồi còn họ rất là nhiều kinh nghiệm trên sân thi đấu cũng như ở ngoài đời. Vị trí cắm cờ cũng như cách set up sân dành cho các golfer trung cao niên cũng là một điều đáng chú ý. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các golfer thi đấu, khoảng cách thi đấu dành cho golfer nữ chỉ dao động khoảng hơn 5.000 yard và đối với nam là hơn 6.000 yard. Khoảng cách này sẽ trở nên phù hợp hơn cho các golfer trung cao niên khi cú phát bóng của họ chỉ dao động từ 200 đến 230 yard. Các vận động viên này sẽ thi đấu với nhau, và cái kỹ năng quan trọng nhất chúng ta sẽ thấy đó là bản lĩnh và kinh nghiệm khi xử lý ở khoảng cách đi ngắn như thế này. Không phải là những vận động viên phát xa sẽ có lợi thế, mà quan trọng là khi mà chiều dài của sân được giới hạn như thế này thì cái kỹ năng shot game cũng như là kỹ năng bản lĩnh của mỗi người sẽ được thể hiện. Là giải đấu hấp dẫn nhất dành cho các golfer ở lứa tuổi trung cao niên, VSC đã trở thành sân chơi thường niên của nhiều golfer đến từ mọi miền Tổ quốc. Giải đấu này vẫn luôn có sức hút đối với các golfer. Minh chứng là mặc dù đã 4 lần đăng quang ngôi vô địch ở giải đấu này, nhưng cựu đội trưởng tuyển Union Cup miền Nam vẫn tiếp tục đăng ký tham gia VSC 2021 nhằm bảo vệ chức vô địch mà anh đã đạt được năm 2019. Hơn nữa, khi đã đủ tuổi tham gia sân đấu này, rất nhiều các gương mặt gạo cội của golf nước nhà cũng đăng ký tham dự. Điển hình là nhà vô địch quốc gia năm 2008 đến từ Bình Dương, Nguyễn Thị Ngọc Dung, bộ đôi thành viên đội tuyển Union Cup miền Nam Nguyễn Ngọc Bảo, Lê Tuấn Việt, hay rất nhiều golfer tên tuổi đến từ các hội golf, câu lạc bộ golf trên cả nước như hội golf thành phố Hồ Chí Minh, hội golf Vũng Tàu, Ladies Beauty and Golf Club, Queen's Club. Được tham gia vào giải vô địch trung niên quốc gia thì tôi nghĩ là tôi già rồi. Mấy năm trước thì còn tham gia những cái giải vô địch quốc gia, rồi những cái giải của các câu lạc bộ tổ chức thì tôi cũng rất là thường xuyên tham gia. Thì năm nay thì nói chung là cũng rất là phấn khởi, là bởi vì
nhìn thấy những cái gương mặt mà thân quen rồi bao nhiêu năm họ thi đấu ở trên cái giải trung niên này nhưng mà mình chưa đủ tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giải đấu và thực sự là mình rất hào hứng khi tham gia cái giải đấu này, bởi vì nó là hội tụ tất cả những người được chơi golf gần như là rất lâu năm và cũng đến tuổi mà anh em là bắt đầu có những cái cuộc vui trên sân golf, nên là tôi rất hào hứng cho cái giải đấu này. VSC 2021 đã thực sự hấp dẫn ở cả nội dung nam và nữ trong suốt 2 ngày thi đấu, khi có sự bám đuổi sát sao giữa các golfer để giành chức vô địch. Ở nội dung dành cho nam, trong ngày thi đấu đầu tiên, Andrew Hùng Phạm phải đối mặt với sự cạnh tranh vô cùng gắt gao của hai golfer tới từ câu lạc bộ G20, đó là Lê Tuấn Việt và Lê Xuân Quang. Với 3 birdie và 3 bogey được kim vô địch, Andrew Hùng Phạm đã tạo ra khoảng cách 4 gậy so với các đối thủ bám đuổi sau ngày thi đấu đầu tiên. Tôi mặc dù là tôi cũng bắt hụt một vài cái birdie nhưng mà tôi đánh là không gậy, cho nên là tôi cũng khá hài lòng với cái số điểm đó. Bước sang ngày thứ hai, nhà đương kim vô địch tiếp tục thể hiện phong độ cũng như bản lĩnh của mình. Mặc dù không thực sự tốt như vòng 1, nhưng Andrew Hùng Phạm vẫn có màn trình diễn ấn tượng khi hoàn thành vòng 2 với 74 gậy, gồm 3 birdie và 5 bogey. Anh đã kết thúc giải đấu với tổng điểm dương 2 gậy để lần thứ 5 vô địch giải đấu này. Còn ở nội dung nữ, các vị trí dẫn đầu đã có sự thay đổi sau 2 ngày thi đấu. Mặc dù mới trở lại với golf sau một thời gian dài điều trị chấn thương, thế nhưng golfer đến từ Bình Dương vẫn có phong độ ổn định để mang về chiếc cúp vô địch ở lần đầu tham dự này. Với kết quả dương 11 gậy sau vòng đấu đầu tiên, cựu vô địch quốc gia năm 2008 tạm đứng vị trí thứ 2 khi chỉ kém vị trí đầu bảng, đó là Nguyễn Thị Hà, 1 gậy. Sang ngày thi đấu thứ 2, golfer Nguyễn Thị Hà đã không duy trì được phong độ và có một vòng đấu không tốt khi phải mất đến 100 gậy để hoàn thành hố. Thì Nguyễn Thị Ngọc Dung lại vẫn duy trì được sự ổn định để hoàn thành vòng đấu với 85 gậy. Nhờ đó, Nguyễn Thị Dung đã trở thành nhà vô địch mới của bảng nữ giải vô địch Trung cao niên quốc gia năm 2021. Dung bị chấn thương á, rồi nghỉ 2 năm thì mới quay trở lại chừng khoảng 1 tháng nay. Thì cái game thì không thể ổn định được, nhưng mà đánh thì cũng rất là căng não. Tại vì mình cũng chưa biết sức khỏe mình có thể đáp ứng được không trong suốt quá trình không. Nhưng mà giờ tới đích thì được kết quả thì cũng rất là thấy là mừng, nghĩa là có sự may mắn trong đó. Sân thi đấu cũng được ban tổ chức lựa chọn rất kỹ lưỡng và chu đáo. Với đặc thù là các golfer thi đấu tuổi đã cao nên sân phải đảm bảo đầy đủ các dịch vụ nghỉ ngơi, ăn uống cho các golfer ngay tại nơi diễn ra. Trong quá khứ thì Sam Tuyền Lâm Golf and Resort đã từng là nơi đăng cai tổ chức hai giải vô địch nghiệp dư quốc gia năm 2016 và 2017. Đồng thời năm 2018 là giải vô địch các câu lạc bộ toàn quốc. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi sân golf này tiếp tục là điểm đến của VSC 2021. Sân Sam Tuyền Lâm đã tổ chức rất nhiều những giải rồi nên rõ ràng về các yếu tố chuyên môn, chúng ta có một trọng tài ở sân này là điều hành golf là trọng tài Nguyễn Hồng Nguyên, cũng là một người đã có rất nhiều kinh nghiệm làm trọng tài nhiều năm. Chính vì vậy nên các yếu tố về chuyên môn đã được đảm bảo trước khi ban tổ chức cũng như là các thành viên của hội đồng trọng tài đến sân này, nên rõ ràng đây là một sân thi đấu cực kỳ có thể nói là nhàn hạ cho ban tổ chức khi mà đến đây chúng tôi không phải dành quá nhiều thời gian để khảo sát trước, bởi vì mọi thứ đã quen hết rồi, nên là đây là một sân cực kỳ ấn tượng dành cho phía ban tổ chức và bản thân Nguyên. Một lý do khiến cho Sam Tuyền Lâm được lựa chọn tổ chức giải đấu là vì những thách thức vô cùng khó khăn mà sân mang tới cho những golfer, đặc biệt là trên green khi sử dụng một loại cỏ xứ lạnh. Nhưng khi đến với Đà Lạt thì chúng ta thấy cả sân Đồi Cù, sân Đà Lạt Palace hay sân Sam Tuyền Lâm này đều sẽ sử dụng cỏ trên green là loại cỏ bentgrass, một loại cỏ xứ lạnh. Thì cái việc mà kiểm soát lực cũng như là kiểm soát bóng on green như thế nào là một điều sẽ khác rất nhiều so với những gì chúng ta ở ngoài Bắc hay ở khu vực phía Nam. Đó là khi mà lên green thì thứ nhất là cỏ bentgrass ở đây nó sẽ khá mềm, tốc độ green sẽ nhanh hơn, thì khi mà bóng rơi xuống sẽ tạo ra nhiều độ backspin hơn, nên việc mà kiểm soát độ lăn và độ rơi sẽ là một điều hết sức quan trọng khi thi đấu ở đây. Ngoài ra là việc cỏ xứ lạnh khi mà chip xung quanh green thì có lại cái cảm giác khi chip cũng sẽ trở nên khác hơn rất nhiều. Nói chung là cái sân này green rất là khó. Anh nghĩ là một trong những cái sân mà có cái green khó nhất
mà ở Việt Nam, miền Nam đó, tại vì miền Bắc có nhiều sân anh chưa đánh nên không thể nói được, nhưng mà rất là khó, tại vì nó đồi núi nhiều và mình phán đoán sai á, nhiều khi nó xuống dốc hay lên dốc mình phán đoán sai, cho nên nói chung là cuộc chiến trong cái giải này là nó nằm trên green á. Sân golf Sam Tuyền Lâm nằm ngay bên cạnh hồ Tuyền Lâm thơ mộng, tạo cho golfer một trải nghiệm tuyệt vời khi đến với Đà Lạt. Thời tiết trong hai ngày thi đấu cũng là một thách thức không nhỏ với các golfer. Nếu như vào buổi sáng, Sam Tuyền Lâm Golf & Resort đón chào các golfer với nắng đẹp và không khí mát mẻ, thì chuyển sang đầu giờ chiều lại là những cơn mưa bất chợt, làm cho các golfer thi đấu trở nên khó khăn hơn. Mình lúc mưa là mình hố số 16, 16 là bị mưa. Thực ra mưa với gió là cũng tương đối ảnh hưởng tới các golfer tham gia giải. Ở mỗi lần tổ chức giải đấu dành cho các bậc trung cao niên luôn mang lại những cảm xúc và ý nghĩa nhất định đối với mỗi golfer. Đó có thể là niềm vui, sự tiếc nuối hay đơn giản là tìm được niềm vui cùng bạn chơi trên sân cỏ. Mình thấy là cái nguồn động viên rất lớn do các tuổi lớn như cao niên bọn mình. Mình thấy tổ chức ra cái giải này để cho mọi người cùng những người có tuổi như mình chơi, tham gia, giao lưu, bạn bè kết bạn với nhau. Để mình thấy là mình có sự tiến bộ như thế nào, và mình cũng muốn phong trào golf nó càng ngày càng phát triển hơn. Chúng ta đánh giá được cái mức độ của cái nền golf của cái tầm trung niên của Việt Nam. Giải vô địch golf trung niên quốc gia sẽ luôn là giải đấu được các golfer mong đợi. Sân chơi này đã và đang được tổ chức một cách chuyên nghiệp, bài bản. Cùng với đó là lực lượng golfer tham gia ngày càng đông đảo với chuyên môn cao. Điều này làm cho chất lượng giải đấu được nâng lên và hứa hẹn nhiều kịch tính và hấp dẫn.